Hello mọi người, thì mình là bé Quỳnh FF đây. Hôm nay thì Quỳnh sẽ tặng cho mọi người một cái event chơi nha. Câu hỏi đặt ra là tháng 9 có bao nhiêu ngày? Bạn nào mà trả lời đúng sẽ nhận được 5.000 kim cương. Yêu cầu của lượt chơi đó là phải đăng ký kênh nha mọi người. Không biết ở đây có bạn nào giống như mình không ta? Đó là kể từ lúc vào học mình bị ba mẹ thu điện thoại và cấm không được chơi con game này nữa. Cái cảm giác đó buồn lắm luôn ý. Nhưng mà thôi không sao, thu máy kia thì mình vẫn còn con máy cùi này, nên là mình quyết định lập cái hotbot này chơi tạm. Đến khi nào được trả máy thì thôi. Tiện thể thì mình sẽ đi đá thêm cốt thử lòng mọi người xem có bị khinh thường như trên mạng không nha. Con gái họ chỉ thích yêu những người giàu thôi. Anh nghèo lắm, em có yêu anh không? À thì có chứ, bây giờ em yêu anh rồi. Cho dù anh có nghèo như thế nào em vẫn yêu anh. Đúng là anh không nhìn nhầm người mà. Anh yêu em. Ui, nhìn hai người họ hạnh phúc quá à. Ước gì mình cũng được như vậy. Ủa alo, con bốt người nghèo một phèn kia, mày từ đâu chưa ra vậy? À thì mình đặt em cốt á. Hai bạn có thể cho mình chơi chung với có được không ạ? À? Mày bị ảo à, loại con bốt như mày sao đủ đăng cấp để chơi game với bọn tao? Ok em, sao em lại chửi người ta thế? Người ta có làm gì em đâu. Anh bên con bot này sao? Anh hết thương em rồi chứ gì? Không phải, anh lúc nào chả thương em. Nhưng mà... Không nhưng gì hết, chỗ này không dành cho mày nha con bot. Ra chỗ khác mà chơi đi. Ủa gì vậy, kích mình luôn rồi sao? Tưởng tốt thế nào, ai ngờ vẫn khinh thường người khác như bình thường. Nhìn cái bộ dạng này chắc không ai thèm chơi cùng đâu. Thôi thì đi các bông nhiên cho lẹ. Rồi xong, anh trai mình mời nè. Giờ phải làm sao đây ta? Ê này Quỳnh, ai cho mày chơi game hả? Anh tưởng mày bị thu máy rồi mà. Em nói cái này anh đừng có nói cho mẹ biết nha. Đó là em có hai máy á. À, con này mày giỏi. Học không lo học, suốt ngày chơi game. Mày có tin anh mắc mẹ chuyện này không hả? Đừng mà anh, chơi game như em vẫn học mà. Mẹ đã thu điện thoại cấm mày chơi game để mày tập trung vào việc học. Vậy mà mày dám chống đối, lấy mày khác tải game về chơi. Đúng là hư hỏng quá rồi. Ơ kìa, em ngoan như thế có hư hỏng gì đâu chứ. Mày còn cãi hả? Thôi anh đi báo cáo mẹ, để mẹ xử lý mày mới được. Khoan đã, bây giờ thế này đi, anh chưa có người yêu đúng không? Thì đúng rồi, anh mày muốn có người yêu lắm, nhưng mà có ai thèm yêu đâu. Thế thì như thế này nhá, em sẽ kiếm người yêu giúp anh, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì cơ? Nói anh mày nghe xem nào. Đó là anh không được bách mẹ về việc em lấy máy khác tải game về chơi, ok không? Nhưng mà mày phải kiếm bằng được người yêu cho anh đây nhá. Rồi, anh cứ yên tâm đi, kiểu gì em cũng có người yêu sớm thôi. Vậy thì ngon quá còn gì, được đấy. Anh sẵn sàng chưa? Tí nữa vào trận em nói cái gì anh phải làm theo cái đó nha. Biết rồi, mày nói nhiều quá, vô trận luôn đi. Ủa, cái gì vậy? Là cái người vừa nãy mình đi đặt em có gặp mà. Em yêu ơi, tí nữa chạy theo anh để anh gánh em nha, nghe không? Dạ, em biết rồi nè. Ngoan quá đi thôi, đúng là người yêu mình có khác. Ôi, sao anh này giàu thế nhở? Hello anh nha, cho em làm quen với có được không ạ? Ok, em có anh rồi, sao tự nhiên đi làm quen trai là sao? Anh em xem nè, nó ít thôi, anh vừa đó rồi, anh có người yêu chưa ạ? À thì anh chưa, mà người đứng cạnh em là ai thế? Đây là bạn của em thôi, không phải người yêu đâu. Ủa em nói cái gì vậy? Nè cô kia, cô có người yêu rồi, vậy mà bảo chưa có là sao? Cái giọng nghe quen. À thì ra là mày, con bot kia, mày biết cái gì mà nói hả? Quỳnh, em với cô ta quen biết nhau từ trước rồi à? Thì nay em đi đặt em cốt gặp cô ta, xong rồi cô ta chửi em là bot này bot nọ, còn kích em ra nữa cơ. Khinh thường em gái của anh, vậy là không được rồi. Ủa, em nói cái gì vậy? Chị không hiểu, anh gì đó thôi, em không phải là con người như vậy đâu. Cô thôi đi, nói về mà không biết ngại à? Em nói cái gì thế? Chị đâu có chửi gì em đâu, chắc là em nhầm người á. Này em có chửi người ta mà, làm thì nhận, sao phải chối? Lại được cả mày nữa, tao đã bảo mày im mồm lại từ nãy giờ mà, mày không nghe tiếng hả? Em, từ trước tới giờ em đâu có nói anh như vậy đâu, sao bây giờ? Đấy là trước kia thôi, còn giờ tao kiếm được anh khác chào hơn mày rất là nhiều nên mày biết rồi đó. Ý em là... Là giờ chia tay đi, từ giờ tao với mày không liên quan gì tới nhau nữa, mày hiểu không hả? Em là như thế mà, anh xin em đó. Tụi chàng trai ấy ghê, yêu đúng cái loại không ra gì. Anh ơi, em mê anh lắm luôn á, anh có thể ngồi xuống đây chùm đầu với em có được không ạ? Đừng anh ơi, loại con gái này anh nên tránh xa ra đi thì tốt hơn đó. Anh biết rồi, này cô kia, cô có người yêu rồi, sao cô cứ bán tôi hoài là sao ạ? Em chia tay hắn ta rồi, giờ em chỉ yêu anh thôi. Cô nghĩ gì mà đòi yêu anh trai tôi hả? Đừng có nằm mơ nữa, tỉnh đi. Thôi mà em, chị xin lỗi chị vừa nãy đã chửi em tha thứ cho chị nha. Không bao giờ nhá, đừng có dùng mấy lời ngon ngọt để nịnh tôi. Mày, nếu như mày không phải là em gái của anh ấy thì có lẽ tao đối xử đẹp mày từ lâu rồi nha con boss. À thế à, sợ quá đi mất thôi. Biết điều thì khuyên anh trai mày yêu tao đi, không là mày không xong với tao đâu. Cô nói thật là nực cười mà, để xem cô làm được gì tôi. Mày cứ đợi đấy. Em ơi, anh xin em đó, em đừng bỏ anh mà. Tao suy nghĩ kỹ rồi, tao không thể yêu một thằng nghèo như mày, mày có hiểu không hả? Có thể bây giờ anh không có nhiều tiền để cho em, nhưng mà tương lai anh sẽ cố gắng lo cho em mà. Thôi đi, đợi chờ mất thời gian lắm, tao không có rảnh. Thôi, cậu gì đó ơi, cô ta đã nói vậy rồi, cậu còn níu kéo làm cái gì nữa? Người như cậu xứng đáng yêu được người tốt hơn như thế nhiều. Loại con cái mà yêu vì tiền như thế, không đáng để cậu tiếc hiểu không? À rồi, mình cảm ơn hai cậu nhiều nha. Ok anh, sao lại nói em yêu anh chứ vì tiền? Em yêu anh bằng cả trái tim chân thành mà. Ủa, tôi nói không đúng hả? Tôi nói thật, loại như cô á, cho thấy thêm tiền tôi cũng không thèm nhá. Hay lắm anh ơi. Sao mọi người chết hết rồi vậy? Anh gì đó ơi, xem em mắng nè. Nếu mà em mắng thắng trận này thì anh phải đồng ý là người yêu em nha. Quỳnh ơi, kiểu anh mày cái, loại con gái như này ai mà dám yêu? Em cũng chịu luôn đấy, không biết nói sao luôn. Anh im lặng là đồng ý đúng không anh ơi? Này thì nhờ này, tuổi gì đó yêu anh trai tôi. Đen thôi, đỏ quên đi, nhất định anh phải là của em, anh cứ đợi đấy. Anh
yêu ơi, em yêu anh nhiều lắm luôn á. Thật là đáng sợ mà. Quỳnh ơi, hay ao đi chứ, anh mày ở đây thêm chút nữa chắc chết mất. Cũng đúng, ao đi anh ơi. Đừng mà, anh yêu đừng ao. Chưa gì đã thấy nản rồi, chán ghê. Thôi nào, anh muốn có người yêu thì phải cố gắng lên chứ, em vào trận nha. Ui anh ơi, gái kia, lại chào hỏi làm quen đi. Mày bị điên hả? Ngày bỏ ba ra, ai dám chạy lại làm quen cơ chứ? Có gì đâu mà ngại, anh cứ như thế còn lâu mới có người yêu nhá. Anh tưởng nếu mà người ta thích anh, thì người ta sẽ chủ động làm quen mà. Nhưng mà người ta là con gái, làm như vậy mất giá lắm. Nên là anh phải chủ động làm quen trước, anh hiểu không? Không. Thế thì đừng mong có người yêu. Ơ kìa, thế bây giờ phải làm như thế nào? Thì anh cứ nghe lời em nói đi. Con trai mà cứ ngại như đàn bà, sao mà tán được gái? Thôi được rồi, tí nữa anh sẽ làm lại. Hello em nha, em đang làm gì đó? Ủa, hỏi gì kỳ vậy? Đang chơi game chưa làm gì nữa? À, vậy hả? Thế em tên gì? Tên Lulu kia không biết đọc à? Má, từ trước tới giờ chưa gặp cái trường hợp nào như vậy luôn. Anh ơi là anh hết cái để hỏi à? Chưa biết nói sao giờ, anh mày thấy quê quá trời luôn rồi đấy. Thôi không sao, để em nghĩ cách. Con gái thường rất là thích người con trai bắn hay á anh, nên là anh cố gắng bắn thắng trận này đi. Ok luôn, chuyện nhỏ ý mà. Ui, hay quá anh ơi, quá xuất sắc luôn. Nhìn như vậy mà bắn cũng hay phết nhở, ghê đấy. Này, mày nghe thấy gì không? Em ấy khen anh bắn hay đó, vui quá à. Rồi rồi, qua bên chỗ chị kia đứng đi, đứng trước mặt em làm cái gì? Em ơi, bắn như vậy đã đủ hay để gánh em chưa nhở? À thì bắn hay như vậy thì dư sức gánh em rồi đó. Vậy em là người yêu của anh đi, anh hứa sẽ gánh em cả đời luôn. Chưa gì đã tỏ tình rồi, nói thẳng luôn là bắn hay thôi chưa đủ nha. Vậy thì em cần là gì? Đừng có nói là tiền đó nha. Nè anh, sao anh lại nói thế? Xin lỗi nhá, nhà tôi không thiếu tiền, nên anh đừng có nghĩ tôi cần tiền. À vậy hả? Anh đùa em xíu thôi. Ê này Quỳnh, mày nghĩ ra cái gì chưa? Giúp anh cái nào? À giờ anh cứ từ từ. Chị số 3 ơi, chị cho em hỏi chút có được không ạ? Ok em ơi, em cứ hỏi đi nè. Theo như em thấy thì chị đi ghép một mình như thế này, có phải chị đang muốn kiếm người yêu có đúng không ạ? Đúng rồi à em, mấy ngày nay chị đi kiếm mà có gặp được anh nào tử tế để yêu đâu. Thôi chị không phải kiếm nữa đâu, để em giới thiệu anh trai em cho chị nhá. Anh trai em là... Là anh chưa còn ai nữa em, bất ngờ chưa bà già. Cái gì vậy trời, thôi em ơi, chị suy nghĩ lại rồi, chị chưa muốn yêu á. Ủa gì kỳ vậy, chị thằng này đúng không? Đúng rồi á, chê em mạnh nha. Nói thật, anh không phải gu của tôi đâu, ok chưa? Vậy là chị chưa biết rồi, anh trai em cao 1m8, có nhà riêng, không những thế là còn bắn hay nữa chứ. Nãy chị cũng thấy rồi mà, cân 3 cân 4 là chuyện bình thường đối với anh trai em. Em nói thật hay đùa vậy? Em nói thật mà, hồi anh trai em còn đi học, gái xếp hàng dài luôn á. Nhưng mà anh em không có thích. Wow, được thế nhở? Vậy để chị suy nghĩ lại đã nha. Anh ơi, nãy em chưa hiểu hết về anh á. Là em nói những lời khó nghe, em xin lỗi nha. À rồi, không có gì đâu em. Ui, bây giờ mới để ý là chúng ta mặc đồ y hệt nhau luôn kìa em. Dạ, chắc là có duyên đó anh. Đúng rồi á, em nói chỉ có chuẩn thôi. Trời trời, xứng nhất anh rồi nha. Anh mày sắp có người yêu rồi đó, chuẩn bị ăn cơm chó nó đi. Ủa, em gái anh giọng cute dễ thương vậy, mà chưa có người yêu luôn sao? Nó đang tuổi ăn tuổi học, còn đang bị mẹ thu điện thoại cấm chơi game, yêu đương cái gì? Ơ kìa, sao anh lại nói vậy? Thế anh mày nói không đúng à, với cả người như mày lười làm ham ăn thì ai mà thèm yêu cơ chứ? Sao anh nói quá đáng vậy? Thôi nào không sao, mà em ơi, em sinh năm bao nhiêu á? Dạ, em sinh năm 2005 chị ơi. Thực ra chị có một thằng em trai đó, nhưng mà nó lại nhỏ hơn em 1 tuổi. Nếu mà em thích thì chị giới thiệu luôn nha. Nhỏ hơn em 1 tuổi á chị? Đúng rồi, sao thế em? Em không muốn yêu đương nhỏ tuổi hơn à, hay sao? Dạ, em nghe mấy đứa bạn em nói yêu những đứa nhỏ tuổi hơn mình, nó trẻ con lắm, với cả không yêu được lâu dài nên là... Nhưng mà thằng em trai chị nó hơi bị trưởng thành à nha, em cứ yên tâm đi. À thôi chị ạ, ngại lắm chị ơi. Thích bỏ mẹ ra lại còn giả vờ, ta còn lạng gì cái tính của mày nữa. Ơ này, em nói không thích thật mà, đừng có nói vậy chứ. Thôi được rồi, cứ để chị xử lý vụ này cho. Ý em là sẽ tạo cơ hội cho hai đứa làm quen với nhau đúng không? Dạ đúng rồi đó, anh cũng thông minh phép chứ bộ. Cái gì vậy trời, em không muốn yêu trẻ con đâu. Thôi hai anh chị chơi đi nha, em ra ngoài có việc chút ạ. Rồi ok, em cứ ra đi. Đúng là con người có tình yêu có khác. Chuyện còn lại nhớ làm tốt nha anh. Ok anh biết rồi, mày cứ tin vào anh đi. Chắc là giờ mình đi chơi một trận game trong lúc chờ đợi anh trai mình xong trận mới được. Ôi dồi, này đi ghép phải con bot kìa. Chào với bot cute đáng yêu nha. Gì đấy, giọng thằng nào đấy? Chết rồi, mình quên không tắt ghép rồi. Em bot cute không ít hả? Có giỏi thì mình lên xem nào. Trẻ trâu này, lớn tuổi hơn em mà xưng anh với mình cơ chứ. Anh hiền lắm, anh là người tốt, không có chửi hay là khinh thường bot như người khác đâu. Giống y hay một đứa trẻ con vậy trời. Sao em bot này lì lợm vậy? Có phải nhà ba mẹ chị em quá niềm hư đúng không? Nè em bot, em chạy đi đâu vậy? Ta mà bật mic lên là mày không xong với tao đâu thằng nhóc. Này em boss, giọng con hay lắm đúng không? Bật mic lên trả lời đi nào. Lại cái gì nữa đây? Đúng là trẻ trâu chính hiệu mà. Sao hay? Im lặng là khen giọng anh hay chứ vậy. Anh cảm ơn em nhiều nha. Tính rồi dốt chị đây bật mic chứ gì. Không dễ như vậy đâu. Thế bây giờ có bật mic không? Một là bật mic, hai là tông lão. Mắc cười thiệt chứ, trẻ con bây giờ mạnh bạo ghê ta. Nhìn cái gì mà nhìn, nói về gồm mẹ mốt không chịu nghe lời, anh giỏi. Lại còn dối nữa cơ à. Nè, tính gì đi đâu hả? Đừng học chị hót anh nhà em bót. Hay là giờ mình bật mic lên chỉ nhau với thằng nhóc này nhở? Chứ mình thấy nó láo quá à, xương anh em như thật đấy.
Này mấy bó, chị đi đâu đấy? Định chạy trốn mày nè, không có đâu nha. Ma, cái thằng nhóc này ghê. Ê này, ai chưa nhóc bánh xe của chị hả? Thích ăn đấm à? Giờ mới chịu bật quýt lên cơ à? Giọng cái bó này cũng tuyệt phết đấy. Xem lại cách xưng hô đi nha. Nhóc sinh năm bao nhiêu mà đòi xưng anh hả? Anh sinh năm 2K6 nha. Đúng là trẻ trâu 2K6 mà. Xin giới thiệu với nhóc, chị đây 2K5 nha. Lớn hơn người ta có 1 tuổi mà kêu người ta trẻ trâu là thế nào? Thì trẻ trâu thật mà, đừng có cái. Dạ rồi rồi, em trẻ trâu, bù chị già chân hành được chứ hả? Bà chị già cái quần què, cứ làm như chị đây dần lắm không bằng ý. Ê bà chị, cho xin ít đồ coi, lút từ từ thôi, gì mà như điên cứ vậy. Không lút đồ để mày lút hết là, chị đây vẫn còn tỉnh lắm nha. Đúng là cái đồ ham lam, đừng có để em mách mẹ bởi cái tội không cho đồ em nhá. Trời trời, mách mẹ cơ à, giờ thì mách luôn đi. Mẹ ơi. Ơ kìa, mách thật luôn à. Ai đồ làm cái gì, Việt Nam nó làm ok chưa? Thôi thôi, sắp này còn nhiều đồ mà, lút hết đi. Tí nữa chị có đồ thì chị nhường, đừng có mách mẹ nha nhá. Thôi được rồi, bà chị nhớ đi nhá. Ê này, sao bà chị lại tắt mít rồi? Mít lên cái coi. Thôi, chị đây không rảnh. Được, hay là bị bố mẹ ganh chứ vậy? Già rồi mà vẫn bị ganh, tội nghiệp ghê. Gì mà già, mình còn chưa 18 tuổi mà nó kêu mình là già mới bực chứ. Bình tĩnh nào, gì mà kết kiểu của em luôn rồi. Đúng là cái đồ ham lam. Ừ rồi, tham lam đó, cái chưa nhóc con. Ủa gì vậy, sao lại bắn thùng dầu tự tử à? Đúng là trẻ con lắm chuyện ghê ta. Ai bảo chị không bận mít nói chuyện với em. Mệt với thằng nhóc này thật đấy. Bây giờ bà chị đi cứu em đi, nhanh cái chân lên coi. Ơ kìa, cứu em đi, sao không cứu, đi cứu đi mà. Mắc cười quá đi mất thôi, đợi xíu bây giờ chị cứu này. Hay quá, mình sắp được cứu sống rồi, yêu bà chị nhiều lắm luôn nè. Gì mà yêu bà chị, sợ thằng nhóc này quá à. Bình tĩnh thôi, em đây còn chưa bắn được kêu nào luôn nè. Thì kệ nhóc chứ, bắn gà không được kêu nào cũng đúng thôi. Nhìn chị gánh cấp 1 đây này nhá. Á đồ, bà chị khét đấy, 10 điểm nha. Này đi ghép cặp thằng nhóc cũng thú vị phết ha. À mà không biết anh trai mình đâu rồi nhỉ? Tán được chị ấy thành công chưa ta? À đây rồi, tình hình sao rồi anh? Thành công chưa thế? Hai, thất bại rồi em ơi. Sao có thể như thế được? Chị ơi, anh em ok mà, chị không yêu là phí lắm á. À thì giờ chị ra một thử thách nhỏ nhỏ, nếu mà làm được thì chị sẽ đồng ý làm người yêu anh em. Là sao ạ? Là giờ em solo với em trai của Linh, nếu mà em thắng thì Linh mới đồng ý yêu anh đó. Đúng rồi đó. Quỳnh à, giờ chỉ có em là giúp được anh thôi. Hay, thôi được rồi, em sẽ giúp anh. Ui, phải em cố gắng lên nhá, anh tin em sẽ làm được. Em sẽ cố gắng bắn hết sức, anh cứ yên tâm đi. Vậy giờ chơi đúng không? Đợi chị xíu nha, để chị mời thằng em trai chị vào. Chị mời em vô đây có chuyện gì vậy? Cái chuyện vừa nãy chị nói với mày đó, mày quên rồi sao? Ủa, sao lại là thằng nhóc này? Ủa, sao lại là bà chị này? Ủa, chuyện này là sao? Thì nãy em đi ghép vô tình gặp nhau á. Uầy, có duyên ghê ta. Em có hay thế, vậy là giờ em solo với bà chị này đúng không ạ? Đúng rồi, vậy giờ solo luôn nha. Ok chị ơi. Em bắn hay bị gồ đấy nha, chị nhớ đổi cái nồi cơm điện vào, không làm chối vô 70 đấy. À đủ, thằng nhóc này gãy khác thế nhở? Gãy là nghề của em rồi. Quỳnh à, cố lên đấy nhá. Nếu mà thắng thì anh sẽ cho mày một bất ngờ. Bất ngờ gì đó anh? Thì cứ thắng đi, rồi anh khác nói. Dạ vâng. Em gái anh làm tốt lắm. Trời ơi, không ngờ em lại bắn pro như thế luôn á. Bất ngờ ghê. Dạ, chắc là tại em ăn hên thôi. Như lời hứa thì từ giờ em sẽ là người yêu của anh đó nha. Dạ, đương nhiên rồi anh yêu. Đã chơi là phải chấp nhận. Ui, vậy là mình có người yêu rồi. Vui qua đi mất thôi. Mà nãy anh bảo nếu em thắng thì anh sẽ cho em một bất ngờ mà đúng không? Đúng rồi, thì nãy anh có xin mẹ trả máy cho mày đó. Nhớ làm vẫn phải học nghe chưa? Ui, thật vậy sao? Em cảm ơn anh nha. Vậy là mình được trả máy kia rồi, mừng quá à. Thế nhá, giờ em với chị tâm sự với nhau chút. Mày lấy máy kia vào game chính mà chơi đi. Ủa, chưa kịp nói gì đã kích mình luôn rồi. Bye bye con nàng boss này nha, mình về áo chính chơi đây. Gì nữa đây, thằng nhóc con này mời mình làm cái gì nữa vậy? Nè chị bắn ghê quá à, có phải chị cài hack đúng không? Cài hack đi. Cài hack cái đầu mày ấy, kỹ năng của chị vân tần thế giới đó, đừng có đùa. À thế à, nè em có báo cáo chị rồi, tí nữa kiểu gì nó cũng bay. Thằng nhóc này rảnh ghê, thôi chị mày về áo chính đây, bye bye. Ok, chị không muốn nói chuyện với em nữa à.
Trời trời, những con lạc này mình có hứng thú chơi game hẳn ra. Ủa, là ai kết bạn với mình vậy ta? Cái gì nữa đây? Lại là thằng nhóc đó. Sao nó cứ bám mình hoài vậy? Thôi thì cứ chấp nhận lại đi, không nó lại kêu mình chảnh thì chết. Chào bà chị nha, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Này nhóc, chị mày không có ra đâu nha, đừng có gọi bà nữa. Cứ hít gọi là bà đấy, làm gì được nhau. Này nha, bị khùng hả? Muốn ăn đấm hay gì? Sao bà chị già gắt vậy? Tưởng hiền lành thế nào, ai ngờ là con cáo già. Anh à, thằng nhóc này cứ chọc em, tức thiệt chứ. Thế mới vui, có gì mà phải tức cơ chứ. Anh nói chỉ có chuẩn thôi à. Này bà chị, nghe thấy gì chưa? Anh là cái gì mà trời, chịu anh luôn đấy. Em yêu của anh đây rồi. Chào anh yêu của em nhá. Sao anh chị không ra chơi riêng đi, tính vào đây phát cơm chó free à? Quỳnh, mày bắt đầu hư rồi đấy nhá. Dám đợi cả anh chị cơ à? Đâu có, em chỉ nói vậy thôi mà. Hai, cái đồ không có người yêu, tội nghiệp ghê ha. Chắc bà chị già quá nên đấy, không ai em yêu hả? Gì cơ, nhóc nói vậy mà không biết nhột à? Thôi nào, không cãi nhau nữa, hai cái đứa này. Trời trời, là cái gì nữa vậy hai? Cơm chó ngậm mồm luôn. Thôi, cố gắng dáng chịu nha hai đứa. À mà Lộc, còn muốn làm máy bay không? Để anh tạo cơ hội cho. Gì vậy anh? Không bao giờ em yêu thằng nhóc này nhá. Bà chị đang ảo tưởng tôi yêu bà chị sao? Thôi nằm ngủ mà mơ tiếp đi nhá. Nè nhóc, nhóc nghĩ nhóc có cửa sao? À rồi, đấy là chị nói đấy nhá, đừng có trách tôi. Là sao? Chị đây chưa hiểu nhóc nói. Thì cứ để mà xem, từ từ chị khác biết thôi. Thôi kệ nói đi, quan tâm là cái gì cho mệt. Này em yêu ơi, em có yêu anh không? Anh cứ hỏi thừa à? Bé không yêu anh thì yêu ai cơ chứ? Thế cưới luôn nhá. Chả cưới. Yêu vậy ta, thế tối nay anh qua chở em đi chơi nhá, có chịu không? Dạ, đi luôn chứ sao. Sao tự dưng mình lại muốn có người yêu là sao ta? Nè, bà chị vừa nói cái gì đấy? Đâu có nói cái gì đâu. Thôi, chị không phải cãi, em đây nghe thấy hết rồi nha. Ô kìa, sao lại thả tim cho mình? Ăn lộn được chưa? Thật là lươn lẹo mà, chắc là mê chị rồi chứ gì. Vậy là chị của em phải không? Khai thật đi. Vớ vẩn bị ảo à? Nhóc có cái gì đâu mà chị đây phải mê cơ chứ. Chị đây chỉ mê những anh đẹp trai cao 1m72 thôi. Nè, ai cho chị mê người khác hả? Chị chỉ được phép yêu mình em thôi. Ủa, liên quan quá hả? Mặc dù thằng em chị nó nhỏ tuổi hơn em, nhưng mà nó 1m7 với cả đẹp trai lắm á. Chị nói thật hả? Ê này Quỳnh, mày mê rồi chứ gì? Đâu có, anh nghĩ gì mà em mê thằng nhóc này vậy? Mồm kêu không mê, vậy mà vẫn chụm đầu. Sao tự dưng mình lại chụm đầu với thằng nhóc đó ta? Bị gì vậy trời? Tự dưng tiêu đập nhanh sao ấy chị? Có lẽ nào? Anh, thằng nhóc này nó cứ nói linh tinh cái gì vậy? Anh không có biết gì đâu nha. Thôi anh ơi kệ đi, để hai cặp tình nhân tự tìm hiểu nhau. Chị nói cái gì thế? Ôi trời, đã nghiện rồi còn ngại kìa. Nghiện cái quần què. Chị không hốt được em đâu, cứ đợi đấy. Chị ơi, lại đây đứa đồ nè, nhiều đồ lắm luôn ấy. Thôi, không cần. Bé yêu ơi, qua đây anh cho đồ nè, kiếm làm gì cho mệt. Dạ, bé yêu tới liền đây. Này thì bé yêu với chúng tôi này. Ôi con bé này, ai cho mày lút đồ của anh hả? Anh cho người yêu anh mà. Ai kêu anh cứ phát cơm. Trả đồ đây, nhanh còn kịp. Chẳng trả đây, lêu lêu. Mày chắc chưa? Không trả chứ gì. Chắc rồi, anh nghĩ gì vậy? Còn lôi mới trả nhá. Thôi không sao anh ơi, nhường cho em nó. Chứ em cũng đủ đồ rồi mà. Hai, thôi được rồi, anh tha cho mày đó. Cô bà chị nghịch ngợm chưa kìa. Ý kiến gì hả? À không, em nói nhầm ạ. Được chở bé yêu sướng ghê ta. Bé được anh yêu chở sướng ghê ta. Anh chị bớt lại đi, chứ nay giờ em chịu hết nổi rồi đó. Thôi nào, cố gắng chịu đựng anh gả Quỳnh cho. Dạ ok luôn anh ơi. Anh lại nói cái gì vậy? Nói cái gì đâu, em này đừng bắt xe của anh, để anh đi cái nào. Nghĩ sao thế, anh tưởng đi dễ dàng vậy sao? Thôi nào, thế bây giờ mày cũng muốn anh kiếm người yêu cho không? À thì có, anh kiếm người yêu cho em đi, rồi em sẽ không phá nữa. Ok luôn, chuyện nhỏ ấy mà. Ok anh ghế, sao lại thế ạ? Em không chịu đâu. Anh khác có cách của anh, nên là em cứ yên tâm đi. Đúng rồi đó, không phải lo, anh chị sẽ giúp em. Dạ vâng, cảm ơn anh chị nhiều. Để xem anh chị giúp được gì, không dễ như vậy đâu. Anh, nay anh bảo kiếm người yêu cho em mà, kiếm đi chứ. Giờ lộc solo với anh nhá, nếu mà em solo thắng thì anh sẽ gả Quỳnh cho em. Cái gì cơ? Ôi, dễ vậy sao anh? Anh thắng cái gì khó hơn nữa đi. Vậy có chơi không? Cơ hội đến rồi đó. Dạ, chơi luôn ghế. Ê này, em không đồng ý như thế đâu nha. Em không liên quan đến kèo solo của hai người. Em không phải đồ chơi mà đem ra làm kèo như thế nhá. Ca này hơi khó rồi nha. Rồi xong, biết làm sao giờ? Anh hết cách rồi em ơi. Ai, buồn thế. Thôi, chỉ còn lại cái đấy em nghĩ là em sẽ làm được. Làm cái gì mà làm hả? Lộc à, cố gắng lên đấy nhá. Dạ em biết rồi, thôi chị ra đi. Ok, bye bye hai đứa. Sao không ra nốt luôn đi, ở đây làm cái gì? Ờ kìa, em dễ thương như vậy mà chị lại đuổi em là sao? Dễ thương chỗ nào vậy? Đó, bộ đồ dễ thương không? Nè, ai cho nhóc mặc đồ giống chị hả? Em yêu chị nên là em thích mặc đồ giống chị đó. Không được, thay đồ khác nhanh lên. Không hay đấy, làm gì được nhau. Này thì không thay này, nhờ là con. Gì mà tới nhanh vậy trời, muốn yêu chị mày thì cũng phải từ từ chứ. Giờ mình phải tìm cách để cho nhóc đó tránh xa mình ra mới được.
Ui, thằng bạn mình nó ăn nè, mời nó vô nhà nó giúp mấy được. Có chuyện gì đấy mày, nay tự dưng mời tao cơ à? Thì tao muốn nhờ mày giúp một việc. Trời trời, nhóc này cứ spam Sibo hoài, phiền ghê. Chuyện gì cơ, nói tao nghe coi. Thì giờ mày chỉ việc đón giờ làm người yêu tao là được. Vãi, không được đâu, người yêu tao nó cho tao ra ngủ gầm cầu thì chết. 10 cái kim cương được chưa? Ngon thế nhờ, ok luôn bạn tôi ơi. Thế giờ mày thay đồ giống tao đi, nhanh lên. Bình tĩnh nào, cái gì cũng phải từ từ. Rồi nha, nhớ diễn cho tốt nha. À, anh yêu ơi. Dạ em yêu. Chị ghen đấy, dám chung nhóm với trai cơ à? Ơ kìa, chung nhóm với trai thì làm sao? Bộ ảnh hưởng liên quan gì đâu. Lại con mày đặt mà áo đôi nữa cơ. Này thằng nhóc kia, người yêu với nhau mà áo đôi là chuyện bình thường. Cái gì cơ, người yêu á, mày là thằng nào thay mau? Thằng kia, mày chắc mày là người yêu của chị Quỳnh không hả? Sao thế mày, mình bảo lên cái coi, sợ cái gì? À thì đúng mà, với cả mày nhỏ tuổi hơn tao đấy, nên là anh nói cho cẩn thận. Sao tao phải nói cẩn thận với cái loại như mày? Nếu mà tao phát hiện mày đang lừa tao thì mày không xong với tao đâu. Đù má thằng này, gắt dữ vậy mày, hơi dén mày ơi. Thằng nhóc đó không làm gì được đâu, nó chỉ nói vậy thôi, cũng phải sợ. Hai, ok, tao sẽ cố gắng diễn hết sức có thể. Cố lên, 10 cái kim cương đang chờ mày. Tao yêu cầu mày tránh xa chị Quỳnh của tao nha, không là mày chết với tao đấy nhá. Nhưng mà Quỳnh là người yêu tao mà, mày bị điên à, cái thằng oắt con này. Thôi đi Lộc ơi, chị xin lỗi vì đã lừa rồi em, chị chưa có người yêu. Nhưng mà thực ra chị có người yêu rồi em ạ. À. Em không tin đâu chị, đừng hòng mà gạt em. Gõ gàng là chị biết, em có tình cảm với chị mà, sao chị lại làm vậy với em. Thế cũng tội nhưng mà thôi kệ đi, muốn yêu chị á, xin lỗi, không dễ như vậy đâu. Quỳnh là người không thích yêu người trẻ trâu như mày đâu, lại còn nhỏ tuổi hơn Quỳnh nữa chứ. Nhìn tao đây này, vừa đẹp trai, vừa ga lăng trưởng thành, Quỳnh mới yêu, mày hiểu không? Mày phèn bỏ mẹ ra, tuổi gì mà đợi yêu trẻ cơ chứ? Mày... Tao làm sao? Tao nói đúng mà. Chị ơi, ao ra đi, em muốn chơi tay hoa với chị, em muốn nói cho chị nghe cái này. Ơ hay, em nói chuyện buồn cười nhỉ, chị đang chơi với người yêu mà. Sao thằng nhóc này mày cố chấp thế nhỉ, mệt mỏi với mày ghê. Bằng mọi giá, chị Quỳnh nhất định phải là của tao, ok, cứ đợi mà xem. Không bao giờ có chuyện đó đâu nha. Chị ơi, lên xem chở chị đi chơi nè. Vậy còn người yêu chị thì sao? Ơ kìa. Kệ mẹ nó chứ sao, chị là của em rồi. Thằng này mày não, mày to gan thật đấy. Chị Quỳnh, lên xe đi mà, em xin chị đấy. Này thì lên xe nữa đi, tao bắn nổ xe khỏi đi luôn nè. Thằng này, mày biết tao kiếm mãi mới thấy con xe này không hả? Thì kệ mày chứ sao, thằng oắt con như mày không đủ tuổi chiến với tao đâu. Hai, chị Quỳnh ơi, chị nỡ lòng nào bỏ mặc em như vậy hả? Sao tự dưng mình cảm thấy tương lai nhỏ ý nhở, cứ cảm giác sao sao ý. Thôi kệ đi, chắc là cảm xúc nhất thời thôi mà, chị có cái gì đâu. Hai, tưởng thế nào, ai ngờ cũng chỉ là một thằng gà mà thôi. Làm sao, chẳng qua tao không thấy mày lên mày đính lốc thôi à. Thôi thôi, mày còn không bảo vệ được chị Quỳnh nữa. Hai, con trai mà không bảo vệ được người yêu mình thì vứt vứt. Thế mày bảo vệ được không mà mày oai mồm? Đương nhiên là có rồi, hỏi gì mà hỏi kỳ vậy. Chị ơi, em đi hồi sinh cho chị nha. Hả, thôi không cần, chị xem phim cũng được mà. Chị phải sống để chơi game với em đấy chứ, đúng không? Ê, hồi sinh cho tao nữa mày. Mày bị ảo à, còn lâu tao mới hồi sinh cho mày nhá. Chị Quỳnh ơi, xuống đây em cho chị đồ nè. Với cả ở đây nhiều hầm xét lắm. À thì ok. Quỳnh ơi, tao thấy tội thằng bé quá à, với cả nó yêu mày như vậy. Kệ đi, thế mày không muốn lấy 10 cái kim cương à? Nhưng mà... Không nhưng gì hết, cứ thế mà làm tiếp đi. Giờ tao nói lần cuối, mày mà không tránh xa người yêu tao ra thì mày đừng có trách. Con trai gì đâu như đàn bà vậy trời, tỉnh lại đi mày. Chị Quỳnh nè, em hư hợp rồi sao, em mắc chị hợp rồi sao? Chị xin lỗi em nhiều nhá, mạnh mẽ lên nào. Không có chị, em chẳng muốn làm gì hết cả, chẳng muốn chơi game nữa, chắc có lẽ em sẽ ốp game. Ốp game là cái gì hả, ngoài kia có rất nhiều người khác mà, tại sao em phải làm như thế? Bởi vì em yêu chị hồi, giờ chị cũng có nhiều rồi, em cũng chẳng làm được gì hết cả. Thôi thì chúc chị hạnh phúc nha, tạm biệt chị. Ơ kìa, ốp thật luôn hả, nhắc con lại tính lừa bà chị này chứ gì. Tao làm xong nhiệm vụ rồi đó nha, nhưng mà cảm thấy có lỗi quá à. Không sao hết, chuyện còn lại tao tự giải quyết, cảm ơn mày nha, giờ tao chuyển kim cương cho mày liền nè. Ok nha bạn tôi. Ủa gì kỳ vậy, nói thế cũng hợp cả mấy tuần không thấy on luôn. Hey. Sao thế Quỳnh, mời chị vào có việc gì đây? À Lộc đâu rồi chị? Lộc đang trong phòng á, mấy bữa nay nó buồn không thèm ăn cơm luôn, em với nó sao vậy? Chị ơi, chị bảo nói với Lộc là chuyện hôm đó em chỉ diễn đùa Lộc thôi chứ không phải như vậy đâu. Ok em, để chị nói với nó nha. Dạ em cảm ơn chị. Hey, mong là Lộc không giận mình cái chuyện đó. Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại quá đáng thế nhở. Ui, Lộc ăn rồi sao? Mình không thể giữ trong lòng mãi như thế được, phải nói ra thôi. Lộc à. Để em nói trước. Chị à, anh yêu chị, làm yêu anh nha. Cái gì mà xưng hô tùm lum hết vậy trời. Thế giờ phải nói như thế nào ạ? À? Nghe chị nói đây này. Anh à, em yêu anh. Trời ơi, cưng xỉu, yêu em nhiều lắm luôn nè. Thì ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem tới đây nhá. Nếu mọi người thấy phim hay, mọi người nhớ giúp Quỳnh xem một lượt like, một lượt đăng ký kênh để Quỳnh có động lực ra video hay hơn nữa nè. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo.